Lưu Bằng Quang xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn trong chương trình Bài Hát Việt với ca khúc Chạy Theo Ánh Mặt Trời. Thì chắc chắn đây là một cái cơ hội để cho Quang gặp lại và chia sẻ những cảm xúc của mình trong một cái bài hát mới. Và cái mà Quang muốn nhấn mạnh, hy vọng rằng các anh chị và các bạn chỉ cần nhớ được tựa bài hát và nhớ đến giọng hát của ca sĩ Lan Trinh sẽ thể hiện thay Quang ca khúc này. Để như